Hảo, mì Hảo Hảo. Alo. Alo chị Lo, có ở tiệm không? Có, bên Hồng Diệu em nha. Dạ, tí nữa mẹ em xuống chị Lo làm hàng nha. Ok em. Đau không em? Chưa đau á, xiên đau nghe. Không phải làm tâm lý hơn trước nữa, chứ không là nói không đau mà xiên đau là không chịu không được. Nhưng mà khi đi thì nói không đau là đúng, vì để rướng mới đi, đúng em? Lớn rồi mà mấy đứa này là nói là nhớ ghê lắm, phải nói sự thật. Nói xạo là buổi sáng không tin. Cũng không đã mấy bình bình. Người tưởng người ta ưa chồng đại gia này. À, không phút rồi rồi hả? À, bên nó thấy khách chưa? Bên phòng bên đang làm khách đây nè. Ủa, à này ta thấy nhân viên ta bị sòn luôn. Nhân viên đông quá à? Đông quá luôn. Đông quá tiền trả à? Thiệt á. Thì cái chứ không có tiền trả thì cái chứ. Chứ không phải trả tiền ngược cho em mà. Không học này mà trả tiền cho em chứ. Đâu. Nhân viên chứ. Nhân viên chứ phải học viên à. Học viên thì nói chi. Học viên thì tốn ăn thôi. Đau chưa em? Rồi hả? Mới gọi là Roda chứ mấy. Đúng rồi, chính xác. Roda mấy hộp chứ mấy. Móng à. Cả chục móng như đây là không quéo quèo luôn. Thôi nói chung là nặng, cứ cảm thấy khi nào mà chịu không nổi nữa thì để dành bữa sau thì. Chứ không gồng quá là bị ám ảnh. Nó hơi đau, nặng dưới này là nó sẽ đau hơn ở trên xíu nha. Nhưng mà đau quá là ré. Ré lên để chị biết. Đau thì cứ khóc bình thường này. Chị nghĩ cái bầm bầm nó phải bào hút máu ra chứ lọt. Bậy. Không có hả? Là có hút nhưng mà phải tùy mụn, như mụn này nè. Chị hút mà mụn còn ở trong thì hút làm gì? Cái này nó mới gây viêm mà. Có chứ, có tùy theo. Còn mà hắn thăm là do hắn thăm thôi. Thuận quay được chưa hề? Quay mất. Thuận mà đang bỏ qua được thì. À, em là em thích tim đúng không Thuận? Chị... Phạm Khôi.
Rồi. Ta ra truyền cho mày để mày đứng cho ta cho rồi tao mệt quá, tao đi đâu cũng được hết trơn. Thiệt là sáng 10 đứa, mười mấy đứa nhân viên mà cũng phải gọi cái đầu tao về. Dạ 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 rồi. Gọi đầu tao về. Bực mình dễ sợ cái đấy chứ. Nhiều khi nghĩ mà không biết trả lương cho nhân viên làm chi. Trong khi mà có một khách cũng kêu đầu mình về. Áp lực. Không, bà kêu ai nhẹ tay là làm cho thằng cu thôi. Làm răng mà để họ vô họ không yêu cầu gì lon nữa. Lúc nãy mới ngon. Lon chính và lon thì tụi không phải làm mát răng tay. Để cho khách mà không mà công nhận mình nặng răng mà về họ không bị ái nha. Có hay hồi xưa em đã nặng rồi chị nhớ không? Thì em nặng từ rất đó mà đi lên đây chứ đâu có học hành ai đâu. Thì đè đầu họ ra nặng miết vậy, chị nhớ à? Hồi thì làm tóc, làm móng nhưng mà ai có mụn là em đè ra em nặng mà, chị em nhớ à? Em đè cả xóm ra nặng hết. Bà Ngọc bắn trứng cũng nói em đó chứ, bà nặng cháu em, dạ cháu bả thế. Chú, bà văn bò đồ chi đó, dẫn con qua hết mà. Nói họ cũng qua đây, họ biết đây rồi, biết em về đây rồi. Thôi ráng đi, ráng xíu. Chịu phải đau thôi chứ trừ chịu. Rồi. Tội gì sao. Mấy ngủ buồn ngủ chưa? Tỉnh à? Đứa mà qua qua Hậu làm xong chưa? Kêu Hậu qua qua, Hậu không ngủ buồn ngủ. Đau rồi đúng không? Mới có khởi đầu chưa được 10 phút nữa. Mới có 7 phút. Mà quéo rồi đi. Đây này đi. Mà nặng tới chịu về nè. Chứ cái mặt này nhiều quá. Nặng liệt. Nó đùa vui chứ. Cỡ tiếp. Cái mặt quá nhiều, bình thường em nặng họ 5 phút rồi xong mặt mà. Mặt em quá nhiều. Đau nghe, ráng. Giỏi. Ăn uống no sai chưa? Ăn no rồi mới được đi, nặng mụn nghe, bữa sau là phải ăn no. Chứ ăn đói là ăn cũng đau. Đi học về chở đầu luôn đó nha. Trời ơi. Đi. Lấy về em hộp sữa uống thì. Uống dân đỡ. Bình thường uống sữa được cho đỡ đói chứ phải là thanh niên. Yêu rồi phải không? Nó mụn tà la đây nè. Đừng có lanh sớm như chị Nga. Bà hồ nhỏ thôi á. Bà như cung thiệt. Bà ranh từ nhỏ rồi mà. Thì từ nhỏ mà hắn đã làm đẹp làm đồ dễ sợ rồi. Chứ còn ranh mà bồ bịch là thấy không có. Không, cái này thì không biết nhưng mà ý là bà ranh là như là bà ưng làm đẹp. Trời ơi, mới nhỏ xí mà tự dũi tóc rồi. Lại tự đi ra rồi nó mua đồ về dũi tóc. Nhuộm nữa tè. Thì nhuộm dũi tóc tự nhuộm nó đi ra tiệm là không tới. Không khai sợ bà nậu chữ quá. Nấp trong cái phòng nó cả ngày cả đêm nó không ra luôn. Vui chứ. Mà trừ cũng ngon lành rồi hay. Chắc cũng có Facebook em ấy. Em có mà chắc em cũng không nhớ nữa. Nhớ lại là hồi cái đám cưới em có mời hắn mà. Ừ. Có mời hắn có đi luôn mà. Ừ. Là mười mấy năm rồi. Từ lúc em đám cưới là mười mấy năm rồi.
Mấy năm em vẫn còn làm ở kiệt 6 mà. Có bầu em vẫn còn ở kiệt 6 mà. Em làm thuê ở nhà bà chi đó hả? Bà Thủy đó. À. Bà Thủy trong á. Nhưng mà nó là em làm tóc thôi chứ. Thì cái nó làm tóc nhưng mà lúc đó em đẻ xong cái em mới về bên kia. Em làm sạc sạc, lúc đó em vẫn làm mụn rồi nhưng mà do làm chơi chơi ấy chị. Em nặng chơi mà em nặng bằng cái kim máy áo quần á. Thì hồi xưa là cái nặng rớt đó. Yeah,